xinh đẹp và xấu xí. Sư phụ ơi, không xong rồi, sư huynh bị té rồi, té đến nỗi mặt sưng hết trơn rồi, sư phụ ơi. Rốt cuộc là làm sao mà bị té dữ vậy? Cú này không phải nhẹ đâu à. Khi cháu bị ngã cũng là lúc vừa mới gánh nước, tay nắm không kịp nên bị đập mặt xuống đất. Vụ này e rằng phải phụ thêm một thời gian nữa rồi. Sư huynh ơi, huynh bị như vậy thật ghê quá à, để không dám nhìn huynh đâu. Thực sự huynh khó coi lắm sao? Dạ. Vậy chắc huynh không dám đi ra ngoài để gặp ai nữa. Đẹp xấu không quan trọng như vậy. Tường Hòa, con cứ an tâm tịnh dưỡng đi. Huynh cứ ở đây đi. Cảm ơn sư phụ, mấy ngày nay thật là quấy rầy quá. Đừng có khách sáo, nếu cần gì xin cứ gọi tôi. Dạ được. Sư huynh ơi, có khách đến đó. Hả? Không có sao đâu, chúng ta cùng nhau đi chào hỏi đi. Mau lên đi mà, đi đi. Không nên đâu, huynh sẽ làm cho người ta sợ đó. Để coi cái mặt của huynh nè. Thôi được. Chào huynh, tôi tên là Quan Hỷ. Chào mừng huynh đến chùa Phật Quang. Chào tiểu sư phụ Quan Hỷ, tôi họ Trương. Suốt mấy ngày nay phải nghỉ lại chùa rồi. Thưa công tử, huynh đến đây để làm gì vậy hả? Tôi nghĩ ở trong chùa yên tĩnh hơn, nên có thể chuyên tâm học hành. Thì ra là vậy. Vậy tôi không quấy rầy huynh nữa, lát nữa gặp lại. Lát nữa gặp lại. Quá giật. Có quá giật ngoài cửa kìa. Ghê quá, có quá giật kìa. Quá giật, chú có thấy không vậy? Quá giật. Ghê quá, sợ quá. Đâu có đâu. Quan Hỷ à, tại sao Tường Hòa không thấy đến ăn cơm vậy? Huynh ấy nói đợi lát nữa huynh ấy ăn. Trương công tử, huynh đang nhìn cái gì vậy? Các vị có nhìn thấy gì không vậy? Cái gì? Thấy cái gì chứ? Cô bà kìa. Ngoài kia có chuyện gì vậy kìa? Huynh không sao chứ? Tôi không sao. Thì ra chú không phải là ma. Tôi tên là Tường Hòa, tôi là sư huynh của Quan Hỷ. Mấy ngày trước tôi bị té ngã nên mới trở thành như vậy nè. Xin lỗi nghe tiểu sư phụ, tôi không nên xét người qua hình tướng. Tôi cứ nghĩ làm chú là quỷ quái, thật là xin lỗi quá. Tôi xin lỗi, thực ra là do tôi không phải. Nếu như từ lúc đầu tôi nói tôi là ai thì sẽ không có sự hiểu lầm này. Chú đừng có nói như vậy, tấm lòng của chú tốt như vậy, hình tướng bên ngoài thật ra không có gì quan trọng đâu. Có thật không? Đương nhiên là thật rồi, nhất là lúc chú vừa mới cứu tôi đó. Sự việc vừa rồi thật đáng kinh sợ. Phải đó. Tôi qua. Bây giờ sư phụ và Quan Hỷ phải ra chợ mua một ít đồ, thuận tiện dẫn Trương công tử xuống núi luôn. Con có muốn đi cùng hay không? Nhưng mà cái mặt của con... Tường Hòa, cái đẹp và cái xấu ở bên ngoài đều không có làm giảm giá trị của con người. Cho dù người ta nhìn mình như thế nào, điều quan trọng là mình nhất định đừng để bị ảnh hưởng. Phải đó, sư phụ Tường Hòa, chúng ta cùng đi nha. Thôi được, con sẽ đi cùng với mọi người. Lâu rồi con cũng không có xuống núi. Sư huynh, huynh yên tâm đi. Hình hài huynh như vậy cũng không có khác gì ngày thường đâu. Không có ai kinh sợ đâu mà lo. Cái gì? Nam mô A Di Đà Phật.
Love.